Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Hà sửa soạn nhà cửa và có một bình hoa sen màu trắng rất là đẹp để mà chuẩn bị cho một cái cuộc talk show, một cuộc phỏng vấn ở cái nhà của Hà. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng với Quang Hà cắm một bình hoa sen để lát nữa chúng ta có một bình hoa thật là đẹp để trưng cho phòng khách. Thì lát nữa có những cảnh quay thật là đẹp trong ngôi nhà của Hà. Cái mùa này là cái mùa hè, thì Hà nghĩ rằng là đây là một trong những mùa rất là đẹp và là một trong những mùa mà hoa sen đều đẹp nhất trong cả một năm. Và Hà thì với những cái hương hoa sen rất là thơm ngát như thế như vậy thì sẽ tạo cho một cái không gian rất là thơm, rất là nhẹ nhàng và rất là mát mẻ trong ngôi nhà của mình. Và ngày hôm nay thì Hà sẽ cắm bình hoa sen một trong. Mời quý vị và các bạn cùng cắm hoa với Quang Hà. Một lần thôi, thời gian trôi lại, mình sẽ không đưa lối đi. Đưa bàn tay xinh đan hoa nhỏ, nhẹ nhàng ve vương hoa nụ. Nơi bình yên, trong tình hoa, chẳng còn nhớ thương. Chẳng còn nhớ thương. Hoa sen mua về thì quý vị ngâm trong cái lọc nước để cho nó hút nước lên trên cho hoa sen nó được tươi. Và một cái điều mà khuyến cáo với quý vị là nếu như ai mà xách tay hoa sen đi một quãng từ đường xa, như ví dụ như là xách tay từ Hà Nội vào Sài Gòn, thì chúng ta lúc mà chúng ta về đến nơi thì chúng ta nên dốc một cái hoa sen xuống và chúng ta lấy cái vòi nước tắm á, chúng ta xả vào những cái cuống hoa sen như thế này để nước nó có thể là ngập tràn lên trên này đó, thì hoa sen nó sẽ ngậm nước nhiều hơn và nó sẽ tươi lâu hơn. Lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xinh đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mình. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mưa hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời trời là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mãi, bờ môi còn khao khát chờ, để người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu mong giờ, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi. Con đường xưa cũ đêm đêm, là cơn mưa băng giá, dù đôi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mãi, mơ môi còn khao khát chờ, để người tình cầm tay anh nhé. Vì ngày hôm nay Hà cần cái hoa sen nó nở ngay lập tức để mà có những cái cảnh quay thật là đẹp và có một bình hoa đẹp ngay, thì Hà mua những bông hoa sen nó đã nở thì mà cắm. Còn nếu mà chúng ta mà muốn chơi sen lâu thì chúng ta nên mua những sen như thế này, mình sẽ chơi được lâu hơn.
kia mưa trong màn sương thì đời em sẽ quay về không điều gì giờ đây như nhau một tí thế giới xa lạnh không về đâu ngày xưa lời quên trong nỗi vô vơ một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không quên lối đi đưa bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng vẽ vui vai mình nơi bình yên chẳng còn hoang vắng chẳng còn nhớ thương mơ hồ và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về dù là cơn mơ bão xa dù đời trời là đồ xó xa dù tình chỉ là mong mây mơ môi còn khao khát chờ để người tình trong tay anh nhé dù đời này bao nhiêu bão xa để được lòng kêu về đêm mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ yên bình và đây là bí quyết để mà giữ cho mình một vành hoa xinh đẹp và cũng đúng như tư thế đó là lá mà. Một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không chia lối đi đưa bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng vẽ vui vai mình nơi bình yên chẳng còn hoang vắng chẳng còn nhớ thương mưa hồ và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về dù là cơn mưa bão xa dù đời trời là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong mãi bờ môi còn khao khát chờ để người tình cầm tay anh nhé bao nhiêu bão xa để được nằm kề bên em mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ yên bình dù là cơn mơ bão xa dù đời chờ là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong mãi mơ mơ còn khao khát chờ để người tình cầm tay anh nhé dù đời này bao nhiêu bên em mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ yên bình mưa sẽ thôi con đường xưa cũ Thank you.